Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan số sàn quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 phiên bản số sàn, sản xuất năm 2017, lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Màu xanh rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Anh em nào mà hợp phong thủy hợp mệnh thì hãy liên hệ ngay các bạn nhé. Tại vì là những chiếc xe mà màu xanh như này thì cũng rất là ít các bạn ạ. Tại cửa hàng chúng tôi đang có rất là nhiều những chiếc xe Hyundai Grand i10 đây, đang rất nhiều, nhưng màu xanh chỉ duy nhất có một chiếc này thôi quý vị các bạn nhé. Đấy, tại cửa hàng chúng tôi thì đang có cả những chiếc xe Hyundai Grand i10 từ phiên bản hatchback, phiên bản sedan. Đấy, đầy đủ hết luôn, cả hatchback, cả sedan, từ đời thấp cho đến đời cao. Nhưng mà chủ yếu là màu trắng và màu bạc, còn những chiếc xe mà màu xanh như chiếc xe này thì rất là hiếm luôn các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi các bạn ạ. Chiếc xe rất là mới và rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 227 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Đấy, một chiếc xe rất đẹp như này đây. Đẹp và cũng đã được trang bị rất là nhiều đồ rồi, từ màn hình Android, camera lùi, nội thất ghế da. Đấy, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì chủ xe còn rất là cẩn thận, đã lắp thêm một cái cản sau để chống bị đâm ra sau đây ạ. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận. Cái này thì chúng ta không thích thì có thể tháo ra bất cứ lúc nào luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, mua về là nó có như vậy thì tôi cũng cứ để như vậy đã. Ai mà không thích thì có thể tháo ra luôn. Rất là đẹp luôn các bạn này. Không có bị đâm, không có bị va gì cả. Sườn bên lái này đều rất là đẹp luôn này. Đấy, cụm đèn hậu này cũng đều rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có bị xước xát gì cả quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là cái phần sườn bên phụ này, sườn bên phụ này, nền cũng còn rất đẹp luôn. Đấy, cụm đèn hậu này rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Toàn bộ những cụm đèn hậu, đèn pha đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Một chiếc xe 2017 mà giá chỉ hơn 200 triệu đồng một chút thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe 5 chỗ ngồi rất đẹp như này đây các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất thì đều mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong, cũng như là về phần keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này, vô lăng bọc da rồi này. Đấy, vô lăng bọc da, đồng hồ công tơ mét 8 vạn 9 km này, màn hình Android này, camera lùi, toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp đây. Và chiếc xe này thì không bọc da trần đúng các bạn nhé, trần chỉ là trần nỉ thôi này, và bọc ni lông. Đấy, cho nên là cái phần nỉ ở bên trong rất là mới luôn các bạn nhé. Nội thất thì ghế da rất là đẹp rồi, ghế da hai màu các bạn nhé, chưa có bị đâm, chưa có bị va gì cả này. Toàn bộ những cái phần sàn cũng là sàn da rồi này. Đấy, đều rất là đẹp các bạn nhé, rất là đẹp và mới luôn các bạn ạ. Một chiếc xe 2017 lăn bánh có hơn 8 vạn km thôi. Đấy, và đây là cái phần táp bi cánh cửa phía sau bên phụ này, toàn bộ từ những phần keo chỉ này, còn nguyên zin này, táp bi này, đều rất đẹp luôn. Nội thất bên trong đây các bạn nhé, mới đều luôn đấy ạ. Một chiếc xe rất là đẹp luôn. Đấy, những cái phần nhựa này, đấy, ghế da này đều rất đẹp, trần thì bọc ni lông mới luôn các bạn nhé. Và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe đây các bạn này. Cốp sau thì toàn bộ từ những cái phần ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau là đều nguyên zin này. Đấy, nguyên zin hết luôn. Ốc cốp sau này rất đẹp luôn bạn nhé. Đây, những cái phần nỉ cốp này cũng đều đẹp luôn này, chưa có bị xước xát, chưa có bị xù nỉ đâu bạn nhé. Đấy, và đây là cốp sau này, lốp sơ cua này. Đấy, và đằng sau đây thì chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả của bạn nhé. Đằng sau này là chúng tôi chưa có dọn dẹp xong. Đấy, chưa có dọn dẹp xong, chiếc xe là chưa có bị đâm va gì đâu các bạn này. Đấy, cái cốp sau này còn nguyên zin. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ cũng còn nguyên zin này. Táp bi cánh cửa đây, rất đẹp và rất là mới luôn này. Nội thất bên trong đều đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Táp bi cánh cửa phía trước bên phụ này, keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa đây đều rất đẹp luôn các bạn nhé, chưa có bị xước sát gì cả này. Đấy, rất đẹp luôn. Toàn bộ từ bậc cửa này cho đến nội thất ghế da này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Từ táp bi cho đến táp lô này đều rất là đẹp này. Vô lăng
cần số tay phanh. Đấy, lăn bánh có 8.9 thôi, màn hình Android thì to rồi. Đấy, toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi các bạn nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe. Đấy, tôi đang nổ máy chiếc xe đây các bạn nhé, mà nổ rất là êm này. Đấy, máy rất êm, không có rung lắc gì đâu các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì về phần động cơ này chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi này. Ốc nguyên zin hết, từ ốc chân máy, ốc mặt máy này, ốc tai này. Đấy, rồi đến những cái ốc cabo còn nguyên này, keo chỉ cabo còn nguyên zin các bạn nhé. Chưa có bị đâm, chưa có bị va gì đâu. Cabo nguyên zin này, ốc tai nguyên zin này. Đấy, rất đẹp, một chiếc xe 2017. 7 năm rồi mà rất là mới luôn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 2017 phiên bản MT các bạn nhé. Phiên bản số sàn, lăn bánh được hơn 8.000 km rồi. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 227 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.